Thưa quý vị, đánh nhanh tiến độ của các công trình trọng điểm, động lực, nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng, nhằm qua đó tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19. Nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 có công suất 120.000 mét khối một ngày đêm, với tổng kinh phí hơn 1.170 tỷ đồng. Xác định đây là công trình trọng điểm động lực của thành phố, nên thời gian qua, công trình luôn được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm, chỉ đạo nhà thầu vừa nỗ lực thi công, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Khởi công từ cuối tháng 3 năm 2020, hiện tại công trình đang trên đường về đích. Đối với hạng mục nhà máy, khối lượng công việc đạt 95%, tuyến ống nước thô đạt 98%, trạm bơm nước thô đạt 85%, đập dân đạt 80%. Thời gian vừa qua theo cái tiến độ thực hiện ấy, thì chúng tôi là đã thi công hết mình và cố gắng là đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, phấn đấu làm và vẫn đảm bảo công tác là duy trì về thông điệp 5K và 3 tại chỗ. Thì vào 15 tháng 12 là của năm 2021 là sẽ khai thác và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Quá trình thi công thì rất thuận lợi, là được cái nguồn vốn giải ngân của thành phố là rất là nhanh. Khi mà có khối lượng trình lên thì thành phố là giải ngân ngay. Tuy vậy, do bị tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, thời gian giãn cách xã hội kéo dài nên số lượng công trình đảm bảo tiến độ thi công không nhiều. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng bị ảnh hưởng. Đến nay, cả nước mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,38%, Đà Nẵng đạt 50,5%, tương ứng với 3.500 tỷ đồng. Từ nay cho đến cuối năm, thành phố Đà Nẵng xác định quyết tâm giải ngân, hoàn thành kế hoạch đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân đạt 95-100% theo chỉ đạo của chính phủ. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2021. Cái việc mà đẩy mạnh đầu tư công và đẩy nhanh cái giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn này là rất quan trọng. Thứ nhất là cái dòng tiền nó được lưu thông ra thị trường, và thứ hai, các doanh nghiệp thấy được có cái sự đầu tư của nhà nước thì cũng mạnh dạn để tiếp tục đầu tư. Thì để cùng nhau đầu tư, cùng nhau cái dòng tiền nó chảy ra thị trường thì các doanh nghiệp họ có cái sự phấn khởi, và đặc biệt là các doanh nghiệp sẽ có dòng tiền để vượt qua những cái khó khăn trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, đảm bảo tiến độ, cắt giảm kế hoạch vốn các dự án không thể giải ngân và chủ động đề xuất dự kiến cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án mới chưa cấp bách, chưa bàn giao mặt bằng, chưa lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân của từng đơn vị dự án. Chính quyền thành phố cũng sẽ kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đã giao đối với các công trình dự án chậm hoặc khó có khả năng giải ngân, tỷ lệ giải ngân thấp, để bổ sung cho các công trình dự án có nhu cầu hoặc đưa vào dự phòng theo quy định.